con trai cả của bà nợ tiền. Bà rốt cuộc trả hay không trả đây? Tôi trả mà. Nhưng tôi thực sự không có tiền. Đừng chơi trò này với tôi. Tôi thấy hôm nay bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Dừng tay ngay. Mau dừng tay lại. Dừng tay lại đi. Mã Đại Long, dù cậu cần tiền cũng không thể bắt nạt một bà cụ thế này được. Lão già, ông bớt bớt cái miệng lại đi nhé. Nợ tiền trả tiền là điều hiển nhiên. Ông còn dám nhiều lời nữa, tôi lấy mạng ông đấy. Và cả bà già này nữa. Dừng tay lại. Dám đụng vào bà ấy lần nữa, tôi khiến cậu không sống nổi đấy. Sao lại xuất hiện một tên nhiều chuyện nữa rồi? Chị An, cuối cùng cậu cũng về rồi. Cứu người. Chị An, con về rồi. Con mau đi đi. Đi mau. Đi đường nào? Hôm nay ai trong các người cũng đừng mơ được đi. Cậu là ai? Ông đây tên là Mã Đại Long. Mọi người trong làng này ai ai cũng đều biết tên tôi. Còn cậu là con trai của bà già này đúng không? Mẹ cậu nợ tiền của tôi, cậu mau trả đây cho tôi. Được thôi, nợ cậu bao nhiêu tiền? Không nhiều cũng không ít. Cả gốc cả lãi 100.000. Rõ ràng chỉ nợ cậu 30.000. Làm sao lại thành 100.000 vậy? Tiền lãi không phải tiền sao? Tiền lãi sao? Các người cho vay nặng lãi là phạm pháp đấy. Phạm pháp sao? Thư ký Lý, trả tiền. Tổng giám đốc, với loại người này chúng ta có thể chịu. Trả tiền. Vâng, đưa số tài khoản đây. Thanh toán 100.000 nhân dân tệ. Vậy có phải biết điều không? Đi thôi, đứng đó. Sao nào, muốn gây chuyện à? Đã cho các cậu đi chưa? Mẹ tôi đã trả hết nợ cho cậu. Giờ là lúc tính đến món nợ mà cậu nợ mẹ tôi. Tôi nợ mẹ cậu cái gì? Vừa rồi chính cậu đã bắt mẹ tôi quỳ xuống. Thế thì sao? Thằng nhóc như mày mà cũng dám đánh tao. Các anh em, cho thằng này một trận. Thư ký Lý, này, người anh em, anh tha cho tôi đi. Cái gì cũng có thể thương lượng được mà. Tha cho cậu sao? Tha cho cậu này. Tha cho cậu thì trần trí an tôi. Khác gì kẻ vô dụng hả? Lần này tôi tạm nhận thua. Thằng nhóc cậu đợi đó cho tôi. Đi thôi. Chị An, cháu biết không? Cháu quá manh động rồi. Cháu đánh gãy chân cậu ta. Cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cháu. Chú Lộc, chuyện này cháu tự biết sắp xếp. Chú yên tâm. Cháu ra ngoài đi làm mấy năm liền, cháu không biết đâu. Anh trai của Mã Đại Long này là Mã Văn Đông. Hắn ta là kẻ hung tàn nhất huyện này đấy. Cháu không đánh lại bọn họ đâu. Cháu gặp rắc rối rồi. Thư ký Lý, đưa mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi. Mấy năm nay mặc dù con đi làm xa, nhưng vẫn gửi ít tiền về nhà. Mẹ xem, sao bây giờ vẫn sống trong túp lều tồi tàn này vậy? Chuyện này để chú kể cho. Số tiền cháu gửi về, mẹ cháu đã dùng nó để xây nhà. Lúc đầu mẹ và anh trai cháu sống rất tốt. Nhưng kể từ sau khi anh trai cháu lấy vợ, bọn họ đã đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà. Anh trai cháu không nói gì sao? Cậu ta làm sao dám? Chỉ trách cậu ta bất tài. Cậu ta cưới cô gái này vừa dữ vừa ác. Mẹ cháu nợ số tiền này đều là do cô ta đánh bạc bị thua đấy. Được, con sẽ đi gặp cô ta. Chú Lộc, phiền chú chăm sóc mẹ giúp cháu. Thư ký Lý, đi với tôi.
ai đó. Anh mau leo tường rồi trốn đi, chắc là Trần Chí Cường, tên vô dụng ấy về rồi. Sợ cái gì? Hắn trở về không phải càng thêm kích thích sao? Anh không biết xấu hổ, nhưng em thì biết đấy. Là ai dám đập cửa nhà Châu Lily tôi? Chán sống hả? Tên tôi là Trần Chí An, Trần Chí Cường là anh trai tôi. Trần Chí An, em trai của tên vô dụng đó. Nếu muốn tìm anh ta thì ra đồng tìm. Không thấy bà đây đang bận à? Tôi không tìm anh ấy. Tôi tìm cô. Tìm tôi sao? Vậy vào trong đi. Cậu em chồng này tìm chị dâu, có phải là muốn ăn bánh bao không? Vậy chị dâu tôi có thể tôn trọng tôi một chút. Thật không biết điều, tại sao lại để mẹ tôi ở trong lều như thế? Cậu nói cái bà già đó, cả ngày chả làm gì, ăn thì lại rất nhiều. Tôi để bà ấy sống trong lều là tốt lắm rồi. Cái này tôi còn phải nói sao? Xuống suối vàng đi cho rồi. Cô mới nên xuống suối vàng đấy. Cậu, cậu dám đánh tôi? Chị An. Anh trai. Chồng. Sao giờ anh mới về? Anh chỉ cần về chậm một giây nữa thì chắc em sống không nổi nữa rồi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em trai anh, cậu ấy đến đây nhìn thấy em, liền tính làm gì đó. Chị An, anh tin lời cô ấy sao? Mặc dù chị Ly đã làm rất nhiều chuyện sai, nhưng chuyện này cô ấy sẽ không nói dối anh. Anh này, anh nghĩ em giở trò gì với cô ấy sao? Anh cái gì mà anh? Trần Chí Cường, anh có phải là đàn ông không vậy? Vợ anh bị người khác bắt nạt, anh không thèm ban một tiếng. Được, anh không ra mặt cho em sẽ gọi người nhà em ra mặt. Ai dám bắt nạt chị tôi? Là cậu ta bắt nạt chị. Đánh hắn. Hồ Vinh, đây là em trai tôi, Trần Chí An. Cậu có thể tha cho em ấy lần này không? Coi như nể mặt tôi. Anh là cái thá gì mà dám bảo tôi nể mặt hả? Còn nhìn cái gì? Đánh. Động vào ông chủ của tôi. Đã hỏi ý tôi hay chưa? Mấy người là ai? Tôi đã nói rồi, tôi tên là Trần Chí An. Em trai à, cậu dám đánh tôi? Tôi là tổng giám sát chi nhánh huyện Vân của tập đoàn Cường Thịnh đó. Cậu tiêu đời rồi. Tập đoàn Cường Thịnh sao? Sao? Đã nghe qua rồi chứ? Hoặc là bây giờ cậu quỳ xuống và khấu đầu xin lỗi tôi, hoặc là tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời. Vừa hay tôi và tập đoàn Cường Thịnh cũng rất thân thiết đó. Sao? Cậu cũng biết người phụ trách của tập đoàn Cường Thịnh chúng tôi sao? Tôi chính là ông chủ của tập đoàn Cường Thịnh. Cậu sao? Nếu cậu là ông chủ của tập đoàn Cường Thịnh, vậy thì chắc tôi là người giàu nhất thế giới rồi. Alo Lý Tổng. Ở đây có một người giả mạo làm ông chủ của tập đoàn Cường Thịnh. Trần Tổng vẫn đang đi thị sát công trường sao? Được, được rồi. Cậu ta vẫn đang ở chỗ tôi đây. Được rồi, cứ như vậy đi. Đã nghe thấy rồi chứ? Người vừa gọi điện với tôi là người phụ trách chi nhánh của tập đoàn Cường Thịnh. Anh ấy sẽ đến ngay thôi. Cậu cứ đợi đó. Lý Tổng à, chính là cậu ta đã mạo danh tổng giám đốc của Cường Thịnh đấy. Chủ tịch sao? Thằng nhóc này hoàn toàn không phải. Cậu xong đời rồi, đồ rác rưởi. Sao cậu lại biết tôi không phải? Ông đây chính là người phụ trách chi nhánh huyện Vân của tập đoàn Cường Thịnh. Ai là ông chủ tôi còn có thể không biết sao? Lý Tổng, nói lời vô ích với cậu ta làm gì? Mau mau lôi ra ngoài, giữ cậu ta đi.
tôi xem ai dám. Ôi Trần Tổng, sao anh lại đến đây vậy? Nếu tôi không đến, sợ là hai người sẽ phá sập nhà tôi mất. Chào Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, thằng nhóc này làm sao có thể là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Cường Thịnh được chứ? Lý Tổng này, không phải anh nói anh mới là người phụ trách công ty sao? Tôi chỉ là trợ thủ thôi. Vị Trần Tổng này mới là người phụ trách chi nhánh Huyện Vân của tập đoàn Cường Thịnh. Trần Hoàng ơi là Trần Hoàng, chuyển cậu từ trụ sở chính về chi nhánh làm cũng không tệ nhỉ. Có thể để cho đám người này lấy danh nghĩa của tập đoàn Cường Thịnh mà tác quay tác quái. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, là do cấp dưới không đủ năng lực. Biết mình không đủ năng lực là được rồi. Còn về hai người này, ôi Tổng Giám Đốc, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi, cho tôi một cơ hội được không? Thưa Tổng Giám Đốc, bây giờ mới biết cầu xin sao? Muộn rồi. Trần Hoàng à, hai người này cậu tự mình giải quyết đi nhé. Kể từ khi người phụ nữ này gả vào nhà chúng ta có trải qua ngày nào thoải mái hay chưa? Anh cả, nói đến đây thôi. Anh tự mình ngẫm lại đi. Thư ký Lý, chúng ta đi thôi. Chị An à, đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa, dừng tay đi, dừng lại đi mà, đừng đánh nữa. Còn dám đòi tiền ông chủ chúng tôi, tôi thấy các người chán sống rồi đấy. Ông chủ của các cậu nợ chúng tôi tiền chữa bệnh, dựa vào cái gì mà không trả chứ? Đúng vậy, tại sao không trả tôi chứ? Đánh thật mạnh cho tôi, có chuyện thì có người lo. Trời ơi, đừng đánh nữa. Dừng lại đi mà. Trời đất ơi, dừng lại. Thư ký Lý, cứu người đi. Xông lên. Chú Lộc, Nam Phi. Chú Lộc, chuyện gì thế? Sao họ lại đánh người vậy? Triệu Nam Phi bị thương lúc làm ở trong xưởng cơ khí. Nó đi tìm ông chủ Vương Đức Thắng để đòi tiền điều trị. Họ không những không đưa tiền, còn đánh cho một trận nữa. Chú nói lý lẽ thôi, cũng đánh chú một trận. Dẫn đường đi gặp ông chủ mấy người đi. Được lắm, đừng có mà hối hận. Để tôi xem là ai mà dám phá chuyện tốt của tôi. Ông chủ Vương à, Vũ Nhị Sơn, không phải tôi đã dặn cậu phải canh cửa cho tốt sao? Cậu làm việc kiểu gì vậy? Ông chủ, cậu ta không cản được tôi. Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đến đòi công lý cho họ. Nhóc con à, cậu đi mà hỏi xem tôi là ai. Người đâu? Ông chủ, có gì sai bảo ạ? Tống cổ mấy tên này ra khỏi đây cho tôi. Đến chỗ của tôi đòi công lý sao? Xử họ cho tôi. Rõ. Không thể nào. Đây đều là những võ sĩ quyền anh mà tôi đã bỏ rất nhiều tiền để thuê tới mà. Thế nào, ông chủ Vương, bây giờ thấy tôi có bản lĩnh, đòi công lý cho bọn họ chưa? Tôi không đưa tiền viện phí cho bọn họ, cậu còn có thể làm gì tôi đây? Ai đó, ông chủ ơi, không ổn rồi. Có một nhóm người từ cơ quan hành chính đến, nói xưởng cơ khí của chúng ta không đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, niêm phong phân xưởng của chúng ta. Lần này người dẫn đội không phải là đội trưởng Trương sao? Là đội trưởng Trương, nhưng lần này anh ta lại không có chút lưu tình nào. Ông chủ à, đội trưởng Trương tìm tôi hỏi vài câu, tôi cúp máy trước đây. Mã Tổng. Alo Mã Tổng, Vương Đức Thắng à, anh có chán sống thì cũng đừng lôi chúng tôi theo chứ. Từ hôm nay, đại lý của chúng tôi sẽ không bán thêm bất cứ sản phẩm nào của xưởng cơ khí Hồng Tinh nữa. Không phải chứ Mã Tổng à, đừng mà. Alo. Alo. Chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương. Vương Đức Thắng à, xưởng cơ khí Hồng Tinh của anh vẫn nên đóng cửa một thời gian thì tốt hơn. Không phải chứ, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Ông chủ Vương à, theo lý mà nói thì tôi không nên nói những lời này với anh. Nhưng anh hãy nhớ kỹ lại đi, gần đây có phải đã đắc tội với ai không?
thế nào ông chủ Vương? Bây giờ thì tin lời tôi nói rồi chứ? Là cậu sao? Đúng rồi, là tôi đó. Giờ thì anh thấy tôi có thực lực đòi lại công lý cho họ rồi chứ? Cậu giỏi lắm. Đi, tìm kế toán. Đưa cho bọn họ 3.000 tệ thanh toán viện phí cho hai người đó đi. Chờ chút đã. Bây giờ thì không phải là 3.000 tệ nữa rồi. Phải là 300 ngàn. Cậu đi cướp của à? Cướp của sao? Lúc anh đánh chú Lộc và Triệu Nam Phi, sao lại không nghĩ đến những vấn đề này? Nói cho anh biết, hôm nay hoặc là anh thanh toán viện phí cho bọn họ, hoặc là nhà máy của anh đừng mong được hoạt động tiếp nữa, nghe thấy chưa? Làm theo đi. Vâng thưa ông chủ. Ba trăm ngàn tệ đã được chuyển vào ví điện tử. Nhận được rồi, nhận được 300.000 tệ rồi. Được. Ông chủ Vương à, bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn người thân và bạn bè xung quanh mình, kể cả những người có chút quen biết với tôi, bị bất cứ tổn thất nào ở đây nhé. Anh tự lượng sức mình đi. Chúng ta đi thôi. Này, đợi một chút. Cậu còn nhớ Châu Tiểu Nhã hay không? Châu Tiểu Nhã? Chính là bạn cùng bàn với cậu, Châu Tiểu Nhã đó. Châu Tiểu Nhã sao? Cẩn thận chút nhé. Sao vậy Tiểu Nhã? Anh Chí An à? Anh làm bạn trai em nhé. Tiểu Nhã à, anh sắp phải đi làm rồi. Hơn nữa, chúng ta không hợp nhau đâu. Tiểu Nhã, cô ấy bây giờ thế nào rồi? Cô ấy sắp kết hôn rồi. Cậu sẽ đi chứ? Kết hôn sao? Khi nào tổ chức đám cưới thì thông báo cho tôi nhé. Tiểu Nhã, xem ai đến này. Anh Chí An, sao anh lại ở đây? Em kết hôn, sao anh có thể không đến? Nhưng mà, lúc đó anh nghe nói em muốn tiếp tục việc học, thậm chí học lên tiến sĩ, sao đột nhiên lại kết hôn? Chí An, cậu không biết đâu, Tiểu Nhã đã đậu vào cao học. Chỉ là sau đó bà em ấy qua đời vì bệnh, mẹ lại bị ung thư. Cuộc hôn nhân này là vì nhà chồng có thể tặng cho em ấy xính lễ hậu hĩnh để chữa bệnh cho bác gái. Vì vậy, em ấy mới thôi học. Tiểu Nhã, sao trước giờ anh chưa từng nghe em nói về chuyện này? Nói với cậu thì có ích gì chứ? Mấy năm nay cậu ở ngoài làm việc, có ai liên lạc được với cậu chứ? Tiểu Nhã, nếu em không muốn kết hôn, anh có thể giúp em. Không sao, anh Chí An, em cũng đã sắp kết hôn rồi. Vả lại, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Thật ra anh kiếm tiền chẳng khó khăn gì, nếu em cần thì em có thể. Tiểu Nhã, con trang điểm xong chưa? Đội rước dâu đã đến rồi. Con mau ra đi. Dạ vâng ạ, con ra ngay đây. Anh Chí An, vị hôn phu của em đến rồi. Anh cùng em ra ngoài đi. Đời này không thể gả cho anh là sự hối tiếc lớn nhất của em. Châu gia chúng tôi tặng nhiều xính lễ đến như vậy, cô lại dùng những thứ này làm của hồi môn, cũng không biết ngượng mà gả con gái. Châu Tiểu Nhã, chuyện gì vậy? Cái thứ gì thế này? Đại Hải, thật ra không chỉ nhiêu đây đâu. Đủ rồi, Châu Tiểu Nhã, thật không thể ngờ rằng em lại ham tiền như vậy. Không phải vậy đâu, trong đây vẫn còn, trong túi này này còn có 100.000 mà. Cái gì? Chỉ có 100.000? Nhà chúng tôi cho tới 200.000. Nhưng trước đây không phải đã nói rồi sao? Xính lễ là 200.000. Huống hồ mẹ cháu còn đang bệnh nên cần tiền để chữa trị. Vậy nên cái gì? Mẹ cô bị bệnh thì có liên quan gì đến Châu gia chúng tôi? 200.000 đó chỉ tạm thời đưa cho các người thôi, là để cô lấy của hồi môn đổi lại đấy. Nhưng số tiền đó đã dùng để chữa bệnh rồi. Dùng hết rồi cũng phải trả lại. Tôi không quan tâm cô đi vay, đi trộm hay đi cướp. Tóm lại, 200.000 đó một xu cũng không được thiếu. Dì Châu, nói như vậy, nhà các người đi cưới vợ một xu cũng không muốn tốn, lại muốn lấy của hồi môn của người ta. Cậu là ai chứ? Dám lo chuyện nhà chúng tôi à? Tôi là ai? Tôi là bạn của Tiểu Nhã, bạn bè. Hóa ra cũng là một đứa quê mùa, ở dưới quê thôi. Nói xem, muốn bao nhiêu của hồi môn? Ra đi. Không nhiều đâu,
200 ngàn. Nhà tôi đưa bao nhiêu? Nhà họ cũng phải đưa bấy nhiêu. 200 ngàn có hơi ít quá không? Thư ký Lý, chuẩn bị một phần của hồi môn cho Tiểu Nhã. Vàng bạc châu báu, nhà cửa, tiền mặt, mọi thứ đều không được thiếu. Vâng, Tổng Giám đốc. Anh Trí An, anh không cần phải tốn kém như vậy đâu. Tiểu Nhã, chuyện này cứ để anh lo, em yên tâm. Châu Tiểu Nhã, chắc cô sẽ không thực sự tin tên quê mùa này sẽ chuẩn bị cho cô nhiều của hồi môn đến vậy đâu hả? Nào là vàng bạc châu báu, nhà cửa, tiền mặt đều chuẩn bị sẵn. Nói mà không biết ngược miệng. Nếu như tôi có thể làm được, nếu như cậu có thể làm được, vậy thì xính lễ 200 ngàn của chúng tôi không cần nữa. Được, là bà nói nhé. Sau này đừng có mà hối hận đấy. Người này từ đâu tới vậy? Trước giờ chưa gặp trong làng. Làm gì vậy? Chắc không phải đến để đòi nợ chứ? Châu Tiểu Nhã để chữa bệnh cho mẹ, đã mượn ở ngoài không ít tiền đấy. Thật sao? Ở đây ai là Châu Tiểu Nhã? Các anh tìm tôi có việc gì không? Tập đoàn Cường Thịnh chúc mừng cô Châu Tiểu Nhã kết hôn, tặng cô một vài món quà đặc biệt, mong cô Châu nhận lấy. Có phải các anh nhầm lẫn rồi không? Cô ta chỉ là một con bé quê mùa. Có phải các cậu nhận nhầm người rồi không? Đúng vậy. Cô ta chỉ như thế này, làm sao có thể quen biết tập đoàn Cường Thịnh? Đúng đó. Không nhầm đâu. Đưa lên đi. Tập đoàn Cường Thịnh tặng cô Châu Tiểu Nhã 20 cân vàng. 20 cân vàng? Cái này bao nhiêu tiền cơ chứ? Theo giá vàng hiện giờ thì 20 cân vàng ít nhất cũng phải 3 triệu tệ đấy. Châu gia lần này phát tài rồi. Tặng cô Châu Tiểu Nhã 3 bộ trang sức kim cương 20 ca da. Cái gì? 3 bộ trang sức kim cương còn là 20 ca da? Cái này ít nhất cũng phải 30 triệu. Tặng cô Châu Tiểu Nhã biệt thự suối nước nóng Giang Nam 3 căn. Biệt thự suối nước nóng Giang Nam này ít nhất cũng phải 70 triệu đấy. Điên rồi, trời ơi. Của hồi môn này hơn 100 triệu rồi. Xưa nay chưa từng có đấy. Trần Chí An không phải chỉ là tên quê mùa sao? Phải, nhìn xem cậu ta ăn mặc bình thường thế kia, sao có nhiều tiền vậy? Cô Châu Tiểu Nhã, ngoài những món quà trên, tôi còn có một cái thẻ đen tối cao, chỉ có 100 chiếc trên toàn thế giới. Số dư hiện tại là 50 triệu. Mời cô nhận lấy. Anh Chí An, tất cả đều là anh tặng em sao? Tất nhiên rồi, anh đã nói muốn tặng em thì nhất định sẽ tặng. Nhưng thế này nhiều quá rồi. Không nhiều, không nhiều chút nào cả. Tiểu Nhã à, mau nhận đi. Cái này có liên quan gì đến mấy người? Châu Tiểu Nhã là cô dâu của tôi. Của hồi môn cậu đưa cho cô ấy, vậy chắc chắn thuộc về nhà chúng tôi rồi. Đúng thế, đây là của nhà chúng tôi. Nếu Tiểu Nhã đồng ý lấy cậu, những thứ này tự khắc do Tiểu Nhã làm chủ. Nếu Tiểu Nhã không muốn gả cho cậu, vậy những thứ này một xu cậu cũng không có đâu. Cậu, Tiểu Nhã, em nhất định sẽ lấy anh mà đúng không? Xe của anh vẫn đang đợi bên ngoài đấy. Phải đấy Tiểu Nhã à? Nhà gì cực kỳ yêu quý cháu. Châu Đại Hải, tôi không đồng ý. Tiểu Nhã, ý của em là sao? Châu Đại Hải, tôi vốn định gả cho anh, nhưng những gì Châu gia các người đã làm đã khiến tôi nhìn rõ rồi. Tôi thấy cuộc hôn nhân này vẫn nên bỏ đi. Tiểu Nhã, chuyện này là anh làm không đúng. Anh xin lỗi em. Anh quỳ xuống xin em. Em tha thứ cho anh được không? Chuyện này là do anh không tốt, là lỗi của anh. Tiểu Nhã à, cháu xem Đại Hải nhà chúng ta đã quỳ xuống xin lỗi cháu rồi. Dì cũng xin lỗi cháu nhé. Xin lỗi, xin lỗi mà. Dì à, Đại Hải, hôm nay cho dù mọi người có xin lỗi hay không, cuộc hôn nhân này tôi cũng không thể tiếp tục nữa. Châu Tiểu Nhã, cô dám công khai từ hôn, làm cho nhà chúng tôi mất mặt, tôi phải lấy mạng của cô. Trời đất ơi, Đại Hải, cậu dám đánh tôi? Cậu đánh cậu đấy thì sao nào? Làm gì được tôi? Cậu dám đánh người? Châu Đại Hải, anh đừng đối đầu với anh Chí An nữa. Anh đánh không lại anh ấy đâu. Được lắm, coi như các người giỏi. Không cưới xin gì nữa cả. Trả hết xính lễ lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Đúng thế, không cưới xin gì hết. Mấy người tài giỏi gì chứ? Xính lễ một xu cũng không được thiếu. Trả hết lại đây cho tôi. Các người quên mất đã giao kèo gì rồi à? Đừng có nuốt lời. Cậu muốn cướp xính lễ đấy à? Cướp ư? Không phải, cái này gọi là có chơi có chịu. Bắt đầu từ khi các người bắt nạt Tiểu Nhã thì nên biết sẽ có ngày này.
Mau cút đi, trướng hết cả mắt. Trần Chí An, cậu cứ chờ đấy cho tôi. Còn cả cô nữa, Châu Tiểu Nhã, các người cứ đợi đấy cho tôi. Một xu cũng không thể thiếu, trả lại hết cho tôi. Các người chờ đấy cho tôi, xem tôi làm sao tính sổ với mấy người. Các người cứ chờ đấy. Tiểu Nhã, em không sao chứ? Anh Chí An, cảm ơn anh hôm nay đã giải vây cho em. Tình nghĩa giữa chúng ta không cần phải khách sáo như thế. Nhưng mấy thứ của hồi môn này quá đắt rồi, em không thể nhận. Anh mang về đi. Tại sao chứ? Em cũng từ hôn rồi. Nếu là của hồi môn thì cũng đâu dùng tới. Chẳng lẽ bệnh của mẹ em không cần chữa trị sao? Được rồi, Tiểu Nhã, đừng từ chối nữa. Dù sao sớm muộn gì em cũng phải kết hôn. Cứ xem như anh chuẩn bị trước cho em. Cái này, được rồi, không nói nhiều nữa. Mẹ anh vẫn còn ở bệnh viện. Thư ký Lý, chúng ta đi thôi. Sao vậy? Tổng giám đốc, nếu anh thực sự không thể buông bỏ được cô Châu, bây giờ chúng ta quay lại đi. Không cần thiết. Đôi lúc con người muốn làm một chuyện không phải để hoàn thành mục đích gì cả, chỉ là đơn giản muốn hoàn thành những hối tiếc của thanh xuân thôi. Đi thôi. Dạ vâng. Xem như tên nhóc cậu biết điều, không trốn bên trong làng rùa rụt cổ. Nếu không, hôm nay chúng tôi đập vỡ mai rùa của cậu. Anh là lão đại của Mã Đại Long sao? Đúng đấy thì sao? Ngày hôm nay là ngày đi bán muối của danh con thối tha nhà cậu đấy. Anh có bản lĩnh này sao? Bản lĩnh ư? Cậu cho rằng các anh em phía sau tôi đều là đám ăn hại sao? Hay là cậu mượn danh tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh để tôi thấy khó mà rút lui? Nếu đã biết tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Cường Thịnh còn dám ngăn tôi, gan cũng không nhỏ đấy nhỉ. Nếu cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Cường Thịnh, vậy thì tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Đáng tiếc cậu đâu có phải. Sao anh biết tôi không phải nhỉ? Chúng tôi đã điều tra cả rồi. Người phụ trách huyện Vân của tập đoàn Cường Thịnh tên là Trần Hoàng. Cậu quen cậu ta chứ? Chuyện lần trước của Trần Chí Cường cũng là cậu ta giải quyết. Điều tra rất rõ ràng. Nhưng làm sao các người biết? Thông tin các người nắm được là chính xác. Tôi còn tưởng là kẻ giữ tận gì cơ đấy. Mới hai ba câu đã bị dọa sợ rồi. Một đám vô dụng các người, còn dám cản đường tôi à? Danh con, cậu có phải chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ không? Nhưng có điều, hôm nay cậu hứa với tôi ba chuyện, tôi sẽ thả cậu đi. Còn không thì để cánh tay của cậu ở lại đây đi. Tôi muốn nghe thử xem là điều kiện gì nào. Thứ nhất, quỳ xuống tạ lỗi với Mã Đại Long. Thứ hai, anh em tôi hôm nay đến đây cũng phải có chút phí đi lại. Cậu đưa cho tôi 1 triệu. Thứ ba, kêu Trần Hoàng thả Hồ Vinh ra. Châu Hồ Vinh thì có liên quan gì đến mấy người? Còn không phải con đàn bà lẳng lơ Châu Lê Ly ngủ cùng với tôi đó sao? Cậu tưởng tôi mà thèm quản mấy chuyện vặt vãnh nhà cô ta ư? Người phụ nữ đó dám cắm sừng anh tôi ư? Đâu chỉ cắm sừng thôi đâu, cái con đàn bà thối Châu Lê Ly đó kỹ năng giường chiếu cũng ngon nghẻ lắm đấy. Mọi thứ đều thuần thục, chỉ là không biết đồ vô dụng Trần Chí Cường có được thử qua chưa. Tất nhiên hắn chưa từng được thử rồi, nếu không thì sao kết hôn lâu vậy rồi. Châu Lê Ly cũng không sinh cho cậu ta một đứa con chứ. Cậu nói đúng lắm. Mấy điều kiện mà anh nói, một cái tôi cũng không chấp nhận. Vậy sao? Vậy dễ thôi. Vậy tôi xem cậu mạnh miệng thế nào nhé. Các anh em lên cho tôi. Mấy cậu, chuyện này là sao đây? Trần Chí An, cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì sao? Đừng làm vậy đấy. Anh cứ thử đi thì sẽ hiểu ngay ấy mà. Vừa rồi còn kiêu ngạo, lớn tiếng đe dọa tôi mà. Tôi là người rộng lượng, chỉ cần đáp ứng 2 điều kiện của tôi là được. Thứ nhất, quỳ xuống khấu đầu nhận sai với tôi. Được.
Khấu đầu. Thứ hai, hãy bảo cho Lily ly hôn với anh trai tôi. Được. Tôi đồng ý với cậu. Đồng ý không chút do dự thế. Có vẻ như đã từng lăn lộn trong giang hồ nhỉ. Vậy thì tôi chờ tin tốt của anh nhé. Chúng ta đi. Tổng giám đốc cẩn thận. Lão đại. Cậu làm gì đó? Đừng có làm bậy. Lão đại à? Tên vô sỉ kia, đây là quả đáp lễ đấy. Nếu thư ký Lý có việc gì thì tôi sẽ xử tại nhà anh. Phòng sơ cứu. Bác sĩ, tình hình của thư ký Lý thế nào rồi? Có bị thương gì không? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh nhắc cô ấy chú ý nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ là được rồi. Cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định sẽ dặn dò cô ấy. Được rồi. Thư ký Lý, cô có đau không? Có sao không? Tổng giám đốc, tôi không sao ạ. Bác sĩ đã kê thuốc cho tôi rồi. Tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Cô đó nha, lúc đó cô không nên đỡ cho tôi. Tôi là thư ký của anh, cũng là vệ sĩ riêng của anh. Bảo vệ anh là nhiệm vụ của tôi, sao có thể không đỡ được chứ. Mấy ngày tới cô không cần đi theo tôi nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Vậy ai sẽ bảo vệ anh đây? Tôi bảo Trần Hoàng điều thêm vài người vệ sĩ qua đây là được. Vậy được rồi, dù sao thì bây giờ tôi cũng như thế này. Quả thực cũng không thể bảo vệ sự an toàn của anh được. Đừng nghĩ nhiều, vị trí của cô trong lòng tôi không ai có thể thay thế được. Chị An à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Còn phải kéo anh ra đây nữa? Không thể để mẹ nghe được sao? Anh à, chị dâu, ngoại tình rồi. Không thể nào. Châu Lily cô ấy không phải là người như vậy. Lần trước về nhà, anh còn la cô ấy một trận. Chính miệng Mã Văn Đông nói với em đó. Em còn có thể lừa anh sao? Không thể nào. Anh đối xử với cô ấy tốt như thế. Ở nhà, anh chưa bao giờ để cô ấy phải động tay làm việc nhà cả. Cô ấy muốn gì anh cũng mua. Đến ngay cả chuyện đuổi mẹ ra ngoài, anh cũng nghe lời cô ấy. Anh à, sao anh không hiểu thế? Cô ta sẽ không vì anh đối xử tốt với cô ta mà một lòng một dạ sống qua ngày với anh. Nếu anh không tin thì tối nay em sẽ đi tìm hai người bọn họ. Tối nay anh sẽ đi với em. Nếu không phải như những gì em nói, em phải lập tức xin lỗi cô ấy đó. Được thôi, anh đi xem là biết ngay. Đồ xấu xa nhà anh, sao anh có thể làm chuyện này ở đây được chứ? Lỡ như có người nhìn thấy thì phải làm sao? Sợ cái gì chứ? Thấy thì thấy thôi. Này, Trần Chí Cường, sao anh lại đến đây? Trần Chí Cường, không phải như anh nhìn thấy đâu. Không, không phải thế đâu. Trần Chí Cường, cậu dừng tay mau. Nếu anh không lên tiếng, tôi cũng quên bén anh rồi. Một con đàn bà lẳng lơ, một tên gian phu. Được lắm. Hôm nay, tôi sẽ tính sổ với hai người. Cậu muốn làm gì? Cậu bình tĩnh đi Trần Chí Cường. Cậu dám đánh tôi sao? Anh à, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Bây giờ, anh chỉ hẳn không thể lấy mạng hắn. Trần Chí Cường, đừng lại đây. Anh đừng lại đây. Chúng ta ly hôn đi.
Châu Lily, từ nay về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ. Mã Văn Đông, mọi chuyện ngày hôm nay là do Trần Chí An tôi hết. Muốn trả thù thì đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tổng giám đốc, tôi nghe gì Trương nói đã sắp xếp một buổi xem mắt cho anh. Xem mắt? Con cứ không tìm bạn gái, công việc lại bận rộn. Mẹ hỏi con có phải con thích thư ký Lý không? Con nói tụi con là đồng nghiệp. Vậy mẹ có thể làm gì đây? Mẹ lo cho anh con đi. Anh ấy ly hôn với Châu Lily rồi. Ly hôn? Ly hôn cũng được. Nhưng mà chuyện của con phải tranh thủ thời gian đi đấy. Anh trai con vừa mới ly hôn rồi, sau này mẹ tự sắp xếp hôn sự cho nó. Mẹ, hay là mẹ cứ cho qua đi. Xin chào, tôi tên là Trần Chí An. Cô chắc là đối tượng xem mắt của tôi nhỉ? Đúng rồi, chị ấy chính là Hà Mỹ Lệ. Tôi là em trai chị ấy, Hà Hùng. Còn vị này là bạn thân của chị ấy, Mã Huyền. Không phải người mai mối nói anh là ông chủ của một công ty lớn sao? Ăn mặc như thế này sao có thể mặt dày mà đi xem mắt được chứ? Việc mở công ty với việc tôi mặc gì có liên quan đến nhau sao? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với mai mặc áo giấy. Thật không biết bình thường anh làm ăn như thế nào nữa. Cô Hà, chúng ta chỉ là đối tượng xem mắt, chứ không phải đối tượng kết hôn. Vậy nên tôi mặc gì, ăn cái gì, dùng cái gì đều không liên quan gì đến cô cả. Anh, chị ơi, rất nhiều ông chủ lớn làm công trình không phải cũng ăn mặc chẳng ra làm sao sao? Nhưng mà họ vẫn rất giàu có. Mặc gì không quan trọng đâu. Chúng ta hãy gọi món trước nhé. Đúng đó Mỹ Lệ, chúng ta vẫn nên gọi món trước đi. Phục vụ, gọi món. Nếu như là xem mắt, vậy thì tôi sẽ nói thẳng nhé. Mời. Anh có nhà không? Nhà sao? Có khoảng mười mấy căn. Có điều không có ở huyện Vân, đều ở Vân Châu cả. Vậy xe thì sao? Xe thì chắc khoảng mười mấy chiếc đó. Mercedes, BMW, Rolls-Royce, mỗi loại đều có mấy chiếc. Xem ra người mai mối nói không sai. Quả nhiên là một cái mỏ vàng. Có nhà có xe. Còn tiền thì sao? Phải có tiền chứ, làm sao mà không có được. Tiền thì cũng có một ít. Trừ đi mấy khoản tài vụ của công ty, có lẽ cá nhân tôi có khoảng vài tỷ. Anh Trần à, tôi rất vừa ý anh đó. Nếu như cô Hà đã vừa ý tôi như vậy, vậy thì tôi cũng muốn hỏi cô Hà một vài vấn đề nhé. Tất nhiên có thể rồi. Ngày thường tôi thích nấu ăn và chụp ảnh. Còn có, quan đã. Cô Hà, tôi không có hứng thú với những sở thích cá nhân này của cô. Cái tôi muốn hỏi là thu nhập mỗi tháng của cô khoảng bao nhiêu vậy? Không đến 100.000 tệ. Vậy, cụ thể là bao nhiêu? 3.000 tệ. Thật ngại quá, cô Hà, tôi không có hứng thú với cô. Tại sao chứ? Sao anh lại không hài lòng với tôi chứ? Cô Hà, tôi không biết là ai cho cô can đảm khiến cô cảm thấy cô xứng với tôi vậy. Tôi trông xinh đẹp như vậy, người theo đuổi tôi phải xếp hàng dài từ đây đến Pháp đấy. Thật ngại quá, cô Hà. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trong mắt Trần Chí An tôi không đáng một xu. Tạm biệt nhé. Đợi đã, đi hay ở tùy anh. Nhưng mà trước khi đi anh phải thanh toán đi đã. Mấy món trên bàn này có món nào là tôi gọi không? Tôi có ăn miếng nào không? Không phải đều là do em trai cô và cô bạn thân này cùng nhau gọi món sao? Cho dù anh không gọi gì nữa thì anh cũng phải thanh toán chứ. Vậy nếu tôi không thanh toán thì sao? Vậy thì anh Trần à, tôi e rằng hôm nay anh sẽ không thể ra khỏi nhà hàng này rồi. Khẩu khí lớn thật đó. Chỉ là tôi không biết mấy người các cậu hôm nay có thể cản nổi tôi không đây. Vậy thì xin lỗi nhé. Sao vậy? Mềm không được thì chuyển sang cứng sao? Ăn thì phải trả tiền, là lẽ thường tình. Anh Trần à, không ngại anh chê cười. Hai người anh em này đều là anh em của Hà Hùng tôi. Tôi không cho phép
Thì hôm nay anh không đi được đâu. Một đám người không ra gì. Tôi cũng muốn thử xem Trần Chí An tôi hôm nay có thể ra khỏi đây được không. Các anh em lên đi. Dừng lại. Tôi xem ai dám. Thư ký Lý, sao cô lại ở đây? Không phải cho cô nghỉ ngơi dưỡng thương sao? Nếu tôi không đến thì làm sao biết được anh gọi toàn món đắt tiền như vậy? Tôi chịu một đòn giúp anh còn chưa được ăn mấy món ngon như vậy. Thư ký Lý, cô hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi bị họ, tôi nghe thấy hết rồi. Là anh để họ gọi. Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về rồi nói sau. Anh đứng lại đó cho tôi. Dám đứng trước mặt ông đây mà liếc mắt đưa tình. Xem ông đây là không khí đấy à? Cậu lớn tiếng cái gì hả? Dám mắng cả sếp tôi. Đúng là không có mắt. Các anh em, hôm nay ai đánh gãy được tay của con nhỏ này, tôi thưởng 100 ngàn. Anh lùi lại chút đi. Cẩn thận đừng để bị thương. Các anh em, lên đi. Rốt cuộc cô là ai hả? Tôi sao? Tôi chỉ là một cô thư ký nhỏ bé mà thôi, có biết chưa hả? Cô Hà, bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Được rồi, các anh đi đi. Đi thôi. Cô đấy, lẽ ra vừa nãy cô không nên đánh nhau. Tổng giám đốc, anh đang trách tôi sao? Không có. Sao tôi lại trách cô? Chủ yếu là vết thương của cô vẫn chưa lành mà lại đi đánh nhau làm gì? Vậy là anh đang quan tâm đến tôi. Không có, làm gì có chứ. Lên xe. Đừng cử động. Anh trai à, Trần Chí An tôi với anh trước nay không thù không oán. Muốn đến kiếm tiền phải không? Nói nhảm ít thôi, Tổng Giám Đốc. Anh trai à, tôi không biết anh muốn đưa tôi đi đâu. Muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể hai tay dâng cho anh. Thứ tôi muốn cậu không thể cho được. Bảo cô ta lái xe. Lái xe đi. Tôi còn tưởng là ai. Hóa ra vẫn là mấy tên bị ổi các anh. Cậu nghĩ sao nào? Không ngờ chứ gì. Cuối cùng lại rơi vào tay tôi. Vậy thì chưa chắc đâu. Danh con, đến giờ này cậu còn mạnh miệng quá nhỉ. Được. Nhìn xem đây là cái gì. Vậy anh muốn như thế nào? Chân này của tôi bị cậu làm tàn phế rồi. Bây giờ quỳ xuống, cúi đầu vái tôi ba lạy. Sau đó bồi thường cho tôi 100 triệu tiền thuốc men. Tôi sẽ thả cậu đi. 100 triệu ư? Mã Văn Đông, anh không thấy yêu cầu này vô lý quá sao? Danh con, sắp mất mạng đến nơi rồi còn ra mồm. Nếu cậu không quỳ xuống, tôi sẽ kết liễu cậu ngay bây giờ đấy. Vậy anh thử xem. Vậy tôi sẽ đáp ứng mong muốn của cậu. Cậu xuống ngủ đi. Triệu Đại Bảo, anh bán đứng tôi. Thứ tôi muốn cậu không thể cho được. Tôi thật sự không biết trên đời này có thứ gì mà tôi không cho được. Bây giờ anh cứ đưa ra điều kiện xem tôi có thể làm được không. Tôi lấy cái gì để tin cậu chứ? Anh cứ đưa ra điều kiện trước đi đã. Nếu trong vòng 3 phút tôi không làm được, anh có thể bán tôi ngay. Mẹ tôi bị bệnh rồi. Dễ thôi mà. Tôi không chỉ có thể đưa tiền cho anh, còn có thể sắp xếp bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho mẹ anh. Anh nói cho tôi biết địa chỉ hiện tại của mẹ anh. Số 28 thôn Thành Trung, huyện Vân Thành. Thư ký Lý. Vấn đề đã được giải quyết rồi. Viện trưởng huyện Vân, Tống Thành Tùng đã liên hệ với mẹ anh. Bây giờ đang đưa bà ấy đến bệnh viện tốt nhất ở Vân Châu để điều trị. Anh có thể gọi cho mẹ anh để xác nhận.
Anh thử xem có đúng thế không. Alo mẹ à, Đại Bảo. Có phải con mời viện trưởng bệnh viện Vân Châu đến đây chữa bệnh cho mẹ không? Dạ đúng rồi. Mẹ, mẹ cố gắng tự dưỡng nhé. Cảm ơn cậu. Tất cả đều do Mã Văn Đông sai khiến tôi. Anh ta lấy mẹ tôi ra để đe dọa tôi. Mã Văn Đông, tôi biết ngay là anh ta mà. Có muốn đi xem kết cục của Mã Văn Đông không nào? Được. Thư ký Lý, lái xe. Anh bán đứng tôi. Mã Văn Đông, người chơi anh không phải tôi, mà là chính bản thân anh. Anh hết lần này đến lần khác lấy tính mạng của mẹ tôi ra để đe dọa. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi không thể bán đứng anh chứ? Triệu Đại Bảo, dù cho bệnh của mẹ anh chữa khỏi được, nhưng trên tay anh vẫn còn dính đầy máu đấy. Cùng lắm là ngồi tù 4-5 năm. Bây giờ tôi đi qua xem tình hình của mẹ tôi, sau đó tôi sẽ đi tự thú. Triệu Đại Bảo anh. Được rồi, Mã Văn Đông, anh liên tục khiêu khích tôi. Thật sự cho rằng tôi không biết tức giận đúng không? Vậy cậu lại muốn thế nào đây? Anh tìm người bắt cóc tôi, tôi đập gãy một chân của anh cũng không quá đáng nhỉ, cậu dám? Tôi có gì mà không dám chứ? Đối phó đám người các người, chỉ có thể lấy máu trả máu mới thỏa đáng thôi. Thư ký Lý, lên đi. Trần Chí An, cậu làm gì đó? Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm sằng làm bậy. Làm sằng làm bậy sao? Đại ca. Trần Chí An, Trần Chí An cậu, cậu tiêu đời rồi. Mã Văn Đông, tôi biết là anh không phục, nhưng muốn đụng vào Trần Chí An tôi thì anh vẫn chưa đủ tư cách đâu. Thư ký Lý, chúng ta đi thôi. Trần Chí An, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Là gì? Trương Lan Phương đây. Alo gì Trương? Hôm nay mọi người đã xảy ra chút chuyện không mấy vui vẻ. Cháu muốn hẹn Trần Chí An đến nói chuyện riêng, nhưng anh ấy có vẻ không muốn. Hay lắm, con giỏi quá rồi nhỉ. Con gái người ta gọi đến, con cũng không đi. Con đi mà, con đi ngay đây. Tiểu Hà, nó đồng ý đi rồi. Chỗ đó, cháu nhắn địa chỉ qua đi nhé. Con gái người ta đều là như vậy. Con đừng. Con hiểu rồi mà mẹ, con đi, đi mà. Thư ký Lý, giúp tôi chăm sóc cho mẹ tôi đi ra ngoài một chuyến. Anh Trần à, cô Hà, hôm nay tìm tôi có việc gì? Mau nói đi. Tôi thực sự không có việc gì khác đâu. Tôi chỉ muốn nói với anh về chuyện ngày hôm nay. Tôi thực sự xin lỗi. Em trai tôi, nó quá thô lỗ. Tôi thực sự xin lỗi. Cô tốn công tốn sức hẹn tôi ra đây chỉ để nói lời xin lỗi sao? Phải, không có việc gì khác cả. Được, lời xin lỗi tôi sẽ nhận. Tạm biệt. Đợi đã. Còn việc gì sao? Anh Trần, anh xem, những thứ này đều là tôi vì anh mà cẩn thận chuẩn bị. Anh ăn thử một miếng đi. Tôi sẽ không ăn đâu. Tôi chỉ hy vọng cô Hà sau này đừng làm phiền tôi và gia đình tôi nữa. Anh Trần vẫn là không muốn tha thứ cho tôi sao? Ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Cô Hà, tôi không biết tại sao cô lại thay đổi thái độ. Tôi cũng không rảnh để tìm hiểu điều này. Bây giờ điều tôi muốn nói với cô là mẹ tôi đang chờ tôi về làm thủ tục xuất viện. Tôi nói vậy, cô nghe hiểu không? Tôi hiểu. Nếu đã là như vậy, anh Trần, vậy hôm nay tôi sẽ dùng trà thay rượu. Anh uống hết ly trà này, coi như tha thứ cho tôi, được không?
anh Trần, ngay cả mụn nước anh cũng không chịu uống sao? Nước cũng uống rồi. Tạm biệt. Cô đã bỏ thuốc vào trà sao? Không bỏ thuốc thì sao anh có thể rơi vào tay tôi được? Cẩn thận, dì cảm thấy sức khỏe thế nào rồi ạ? Đỡ hơn nhiều rồi. Anh Trần, sao anh lại ở đây? Bác sĩ thông báo hôm nay mẹ tôi xuất viện. Tôi đến đây đón mẹ tôi về nhà. Sao lại không thấy chị An đâu? Tổng giám đốc nói anh ấy ra ngoài gặp bạn, một lát sẽ về. Mẹ tôi xuất viện quan trọng như vậy, đi gặp bạn cái gì chứ? Thư ký Lý, vừa nãy hình như tôi nhìn thấy em ấy bị ai đó đưa vào khách sạn. Khách sạn? Thôi xong, tổng giám đốc gặp chuyện rồi. Nóng, nóng quá đi. Cụ cưng ngoan nào, đợi thêm lát sẽ không thấy nóng nữa. Nói, tại sao lại hạ thuốc tổng giám đốc chúng tôi? Cô nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ muốn mời Trần Chí An ăn cơm và xin lỗi anh ấy. Xin lỗi. Xin lỗi đến mức lên cả giường nằm. Được rồi, cô không nói chữ gì. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Khuôn mặt này cũng đẹp lắm. Chỉ là không biết bị xước vài đường thì còn có thể đẹp như bây giờ không? Cô. Tôi. Tất cả là do Mã Văn Đông. Là Mã Văn Đông bảo tôi hạ thuốc Trần Chí An, sẽ tạo ra ảo giác rằng Trần Chí An muốn xâm hại tôi, sau đó sẽ để tôi đi kiện Trần Chí An, bắt anh ta quỳ xuống cầu xin hắn. Đúng là lũ người đê tiện. Thuốc giải đâu? Không có thuốc giải. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật sự không có thuốc giải mà. Nếu có thuốc giải, tôi đã cho cô rồi. Cách duy nhất bây giờ chính là để Trần Chí An giải phóng ham muốn của mình. Cô, thư ký Lý, chẳng lẽ cô, hay là cầm miệng. Nếu cô Lý cần, thật ra tôi có thể cùng Trần Chí An. Không cần. Cô đi đi. Cô Lý, cô thật sự để tôi đi sao? Nếu không đi lát nữa không còn cơ hội đâu. Được, tôi sẽ đi ngay. Nóng quá. Nóng quá đi mất. Lần này đến lượt tôi giúp anh rồi. Thư ký Lý, tổng giám đốc, anh tỉnh rồi. Tối hôm qua tôi bị người ta chuốc thuốc. Xin lỗi. Không sao đâu, tổng giám đốc. Tối qua tôi sẽ xem như không có gì cả. Không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi sẽ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm với tôi đâu. Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô biết mà, nhiều năm vậy rồi tôi vẫn chưa từng yêu đương. Một phần là vì công việc quá bận, còn một phần là vì cô ở bên cạnh tôi. Vậy nên ý của anh là tại tôi hết sao? Không, tôi còn chưa nói. Mấy năm nay tôi giúp anh xử lý công việc, tôi không có thời gian để yêu đương. Không, không phải. Tôi muốn nói là
Thật ra nhiều năm như vậy, tôi đã quen với việc có cô ở bên cạnh rồi. Vì vậy, sau này có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi không? Tổng giám đốc, anh nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Được. Không phải chứ, được là sao? Được cái gì mà được? Thì tôi đồng ý với anh mà. Sau này sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đúng rồi. Tại sao tối qua anh lại ở khách sạn thế? Còn Hà Mỹ Lệ tại sao lại chút thuốc anh chứ? Là Mã Văn Đông sai khiến. Cô ta muốn chút thuốc để anh xâm hại cô ta, sau đó khởi kiện anh, mượn cớ trả thù anh. Sau này đừng gọi anh là tổng giám đốc nữa, gọi anh là Trần Chí An hoặc Chí An đều được. Được. Tổng giám đốc. Được. Chí An. Chí An à, anh đã đưa mẹ từ bệnh viện về nhà rồi, em sắp xếp công việc rồi về thẳng dưới quê luôn nhé. Được. Đi thôi, chúng ta về nhà, mẹ anh ở nhà chờ chúng ta rồi. Dạ được. Chị An này, con và thư ký Lý. Mẹ, con và Sương Nhi đang hẹn hò. Trời ơi, vậy tốt quá rồi. Mẹ nói rồi mà, thư ký Lý nhà người ta là cô gái tốt như vậy là tại nó không nhìn ra. Muộn chút nữa, nói không chừng thư ký Lý thành người của người khác mất rồi. Đúng rồi, anh Hà, em có chuyện cần nói với anh. Ngày mai em phải rời khỏi huyện Vân rồi. Em đã nhiều năm nay không về rồi. Đã về thì ở mấy ngày rồi hẵng đi. Thời gian này em bỏ bê công ty quá lâu rồi. Công ty có rất nhiều công việc chờ em quay về giải quyết. Hơn nữa, chuyện trong nhà không phải đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao? Với lại chúng em cách nhà cũng gần, có thể về thường xuyên mà, phải không nào? Nhưng mẹ vẫn còn ở quê. Được rồi, chị An nhà ta lớn rồi, việc của nó cần nó phải giải quyết. Được rồi, vậy em nhớ thường xuyên về thăm nhà đấy. Mẹ ở nhà mong em về lắm. Yên tâm đi anh à, em sẽ về thường xuyên. Ăn cơm thôi nào. Đúng thế, ăn cơm thôi, ăn đi, gắp thức ăn đi. Ăn nào. Đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa quay lại vậy? Phụ nữ đi ra ngoài luôn chậm chạp mà. Sau này em làm quen đi là vừa. Được, vậy để em gọi điện thoại cho cô ấy. Sương Nhi. Alo, Sương Nhi, Trần Chí An. Nếu cậu muốn cứu cô ta thì trong vòng nửa tiếng chuẩn bị đủ 10 triệu tiền mặt, số CG không liên tục. Địa chỉ, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu. Đúng rồi, cậu chỉ có thể một mình đến gặp tôi. Cậu không được báo cảnh sát, nếu không cô người yêu này của cậu không chắc sẽ an toàn đâu. Cái tên Mã Văn Đông này còn dám bắt cóc thư ký Lý. Anh thấy cậu ta chán sống rồi đấy. Nếu hắn đã làm vậy, chắc chắn hắn ta đã lên kế hoạch cả rồi. Đừng ngọ ngoại nữa. Cô tưởng dây thừng của Mã Văn Đông tôi dễ cởi ra vậy sao? Có lời nào muốn nói thì bây giờ nói đi. Lát nữa không còn cơ hội nữa đâu. Mã Văn Đông, đồ xúc sinh nhà anh. Tưởng tôi không dám ra tay với cô đấy à? Cô và Trần Chí An đánh gãy chân tôi thế này, chắc chắn không ngờ tới cuối cùng lại rơi vào tay tôi. Rơi vào tay anh thì đã làm sao nào? Trần Chí An sẽ không tha cho anh đâu. Sẽ không tha cho tôi sao? Còn tôi thì sẽ tha cho cậu ta chắc. Cô nghĩ tôi bắt cô lại đây chỉ vì muốn một khoản tiền, sau đó phiêu bạt khắp nơi, suốt ngày phập phồng lo sợ bị truy nã à? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi muốn thế nào ư? Tôi muốn lấy mạng cậu ta. Tôi muốn cô cùng cậu ta xuống mộ cùng nhau. Anh dám? Tôi có gì mà không dám chứ?
Cô tưởng tôi sợ cậu ta Thuyết Minh và lồng với cái danh tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh sao? Giờ tôi là dao, là thớt. Cậu ta là cá. Tôi muốn xử lý thế nào? Là quyền của tôi. Vậy sao? Cậu đứng yên đó. Trần Chí An, anh đừng tin lời tên ma quỷ này. Mã Văn Đông, tiền đều ở đây cả. Thả người ra đi. Cậu thật sự dám đến sao? Mở vali ra đi, kiểm tra tiền. Được. Đá vali qua đây. Những gì tôi hứa với anh, tôi đều làm cả rồi. Có thể thả người ra được chưa? Ai nói với cậu là làm xong việc này tôi sẽ thả cô ta ra chứ hả? Ý của anh là sao? Ý tôi là sao à? Quỳ xuống. Xin tôi đi. Mã Văn Đông, đừng quá đáng. Quá đáng. Lúc cậu làm gãy chân tôi, sao cậu không thấy quá đáng chút nào vậy? Tôi từ bá vương của cái huyện văn này biến thành bộ dạng chó mất chủ như bây giờ, sao cậu không cảm thấy quá đáng hả? Đó là anh tự làm tự chịu. Tự làm tự chịu thì đã sao? Cậu cũng phải quỳ xuống đi như vậy cho tôi. Nếu không, tôi tiện cô ta đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ. Đợi đã. Được. Tôi quỳ. Trần Chí An, không ngờ cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Cường Thịnh, người giàu nhất Vân Thành. Thật không ngờ lại để tôi, một tên lưu manh, tại nơi nhỏ bé này khiến cậu phải quỳ xuống cầu xin. Đủ chưa thế? Đủ sao? Có gì mà đủ chứ? Tự đâm mình đi. Mã Văn Đông, muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh. Tôi cũng có thể hứa với anh bất kỳ điều kiện nào, kể cả bảo tôi thả anh đi, tôi đều có thể đáp ứng. Chuyện đến nước này rồi, cậu có tư cách gì mà thương lượng điều kiện với tôi chứ? Cậu đâm hay không? Không đâm thì tôi đâm cô ta. Đợi đã. Tôi đâm. Mã Văn Đông, đủ chưa vậy? Không đủ. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Trần Chí An, đừng làm như vậy mà. Đừng mà. Cô dám cắn tôi? Tôi khinh. Mã Văn Đông, anh chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hèn hạ. Trần Chí An, Trần Chí An, Sương Nhi, bao năm nay em bảo vệ anh không biết bao nhiêu lần. Lần này để anh bảo vệ em nhé. Trần Chí An, Chí An à, anh không được ngủ. Anh tỉnh lại đi Trần Chí An. Bác sĩ nói vết thương của anh sắp lành rồi, có thể xuất viện ngay được rồi. Nhanh vậy mà đã phải xuất viện rồi à? Sao thế? Lẽ nào anh vẫn muốn nằm viện thêm một tháng nữa hả? Em nói anh đấy, nếu anh không quay lại công ty sẽ loạn cả lên đấy. Không thể. Tuyệt đối không thể nào. Chẳng phải còn thư ký Lý ở đây sao? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Cường Thịnh đấy, sao còn muốn làm biếng vậy chứ? Người người đều ngưỡng mộ anh là tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh, nhưng mà không ai biết làm tổng giám đốc không dễ dàng gì. À đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Vụ án đó của Mã Văn Đông đã được giải quyết rồi, bởi vì anh ta bắt cóc em. Vì vậy, cuối cùng anh đã được xác định là tự vệ chính đáng. Đúng như anh đoán. Đúng rồi, anh cũng có việc này muốn nói với em. Chuyện gì thì anh nói đi. Nghiêm túc như vậy làm gì?
Chúng ta kết hôn đi. Anh là đang cầu hôn đấy à? Em còn không nhìn ra sao? Ai đời cầu hôn mà nhẫn cũng không có vậy chứ? Này, đại thư ký Lý, trước đây em có thế này đâu. Ai nói em? Thích không nào? Rõ ràng anh đâu có ra ngoài. Anh lấy đâu ra chiếc nhẫn thế? Ai bảo anh là tổng giám đốc của tập đoàn Cường Thịnh chứ?